Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Toản Phong Thủy xin giới thiệu đến các bác hai bộ đỉnh là bộ đỉnh Song Long Chầu Nguyệt và bộ đỉnh Hoa Sòi Giả Cổ, hai mẫu đỉnh phổ biến nhất trên thị trường. Bên phải em đây chính là mẫu Hoa Sòi, bên trái em đây là mẫu Song Long Chầu Nguyệt. Thì hôm nay em sẽ so sánh thật là chi tiết hai bộ đỉnh để các bác có một cái cách nhìn kỹ nhất để trước khi dâng lên ban thờ gia tiên của nhà mình nên mua bộ nào sao cho phù hợp, sao cho đẹp nhất. Và hai bộ đỉnh ở đây là đều là bộ đỉnh cao 65cm và đều có cân nặng khoảng 36kg đồng. Vâng, em sẽ nói về bộ đỉnh Hoa Sòi trước. Như các bác có thể thấy về cái họa tiết thì bộ đỉnh Hoa Sòi nổi bật là ba bông hoa sòi được đúc niền khối vào thân bộ đỉnh và được đúc nổi rất là cao. Và các bác có thể nhìn thấy rõ ràng là da của bộ đỉnh này là da trơn. Da trơn thì có một cái ưu điểm, đấy chính là chúng ta lau chùi bao sái cực kỳ là dễ dàng. Khi mà chúng ta dâng lên ban thờ gia tiên thì không thể tránh khỏi bụi nhang khói. Và một năm chúng ta có thể chỉ bao sái từ 1 cho đến 2 lần thôi. Vì thế một bộ đỉnh da trơn như thế này thì giúp cho chúng ta dễ dàng bao sái, cũng như bụi nhang khói nó phủ đều lên thì nó cũng rất là đẹp và rất là cổ kính. Và các bác có thể thấy dáng đỉnh là dáng giả cổ hồ lô. Đây, các bác nhìn cho em là cái dáng đỉnh là dáng hồ lô rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và ngược lại của bộ đỉnh Hoa Sòi Giả Cổ thì chính là bộ đỉnh Song Long Chầu Nguyệt. Bộ đỉnh Song Long Chầu Nguyệt thì nhìn một cái các bác đã thấy luôn hình ảnh đôi rồng trầu mặt nguyệt được đúc nổi cao trên bề mặt của bộ đỉnh và được đúc 3D. Đấy, các bác có thể thấy rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều nền rồng phượng, nền gấm, nền hoa, nền vân mây, đúng không ạ? Nó cũng mang một cái cảm giác rất là đẹp, nó rất là tinh tế, đúng không ạ? Và nó hiện đại hơn. Đó, bầu đỉnh của bộ đỉnh Song Long Chầu Nguyệt thì được làm to hơn. Đó, được làm to hơn, tạo cái cảm giác cái quả hồ lô này nó hơi bị dị một tí, hơi bị béo một chút. Đó, nó mang cái vẻ đẹp hiện đại, đúng không ạ? Mang cái vẻ đẹp hiện đại. Nhưng mà có một cái, đấy chính là nhiều nền gấm, nền hoa, nhiều những cái khe kẽ như thế này thì khi mà mình dâng lên ban thờ gia tiên nó bám bụi nhang khói vào thì chúng ta sẽ khó vệ sinh hơn so với là bộ đỉnh Hoa Sòi Giả Cổ, đúng không ạ? Đó. Còn về các bác có thể thấy là chi tiết ở đây là mẫu đỉnh Song Long Chầu Nguyệt thì có 5 chữ là Phúc Lộc Thọ Khang Linh. Còn mẫu đỉnh Hoa Sòi, đây các bác có thể thấy mẫu đỉnh Hoa Sòi thì chỉ có 3 chữ là chữ Phúc Lộc Thọ thôi. Thì cái này nó cũng tùy thuộc vào cái sở thích của các bác, đúng không ạ? Nếu như nhà các bác nào mà thích cái sự mà nó lịch sự này, nó êm một chút, đúng không ạ? Nhưng mà không kém cái phần sang trọng thì các bác có thể cân nhắc là chơi cái bộ đỉnh Hoa Sòi, nó cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp. Còn nhà bác nào mà theo lối hiện đại, đúng không ạ? Theo lối hiện đại trẻ trung hơn một chút mà thích cái sự là quyền quý hơn một chút thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta dâng bộ Song Long Chầu Nguyệt, đúng không ạ? Bộ Song Long Chầu Nguyệt thì rất là nhiều những cái chi tiết rất là tinh tế, tinh xảo, cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Mỗi bộ đều có một cái vẻ đẹp riêng. Còn các bác thấy về ông nghê của bộ đỉnh Song Long Chầu Nguyệt thì sử dụng là mẫu nghê hóa lân. Đó, có yên cương, hình ảnh là con sư tử. Đấy, các bác thấy nó mạnh hơn, à, nó có yên cương, nó giống như là thú cưỡi, đúng không ạ? Để chinh chiến nó mạnh hơn, nó dữ tợn hơn. Còn ông nghê của bộ đỉnh Hoa Sòi thì là ông nghê của Việt Nam. Các bác nhìn hiền hơn một chút, đúng không ạ? Dáng ngồi vờn cầu ngậm ngọc cũng rất là tinh tế, cũng rất là đẹp. Thì đây nó phụ thuộc vào là sở thích của các bác thôi. Còn về màu sắc thì màu giả cổ và màu vàng mộc thì nếu như ban thờ nhà các bác nhiều cái màu gỗ tối màu, đúng không ạ? Không gian ở bên đằng sau nó nhiều chi tiết thì các bác cân nhắc chúng ta chơi cái màu vàng mộc để nó nổi bật. Còn nếu như không gian của nhà các bác thoáng, đúng không ạ? Đằng sau là những cái đồ vật nó sáng hơn thì các bác cân nhắc là chơi cho em màu giả cổ thì là màu giả cổ nó lại nổi hơn. Còn về các bác thấy cho em là đĩa lến. Đây,
hạt thì là giống nhau. Đấy, khác nhau ở cái chân nến thì màu giả cổ, mà mẫu hoa sòi thì là làm giả cổ với cái đĩa nến là đĩa nến trơn. Đúng không ạ? Đĩa nến trơn. Đấy, trơn cả chân nến, đĩa nến, chỉ có một chút chữ phúc ở trên cổ nến thôi. Còn thằng song long trầu nguyệt thì các bác thấy đĩa nến là hình ảnh rồng phượng, chân nến thì là hình ảnh tứ linh. Đấy, thì cái này thì chắc chắn là sẽ khó lau hơn là cái đĩa nến trơn, đúng không ạ? Thì vẫn là do sở thích của từng người thôi. Thì em nhân đây em chia sẻ với các bác là những cái sự khác nhau giữa hai bộ đỉnh đang phổ biến nhất trên thị trường, đấy là bộ đỉnh hoa sòi và bộ đỉnh song long trầu nguyệt. Đó, đây là hai bộ đỉnh đều có chiều cao là 65 cm, đều có cân nặng là khoảng 36 kg, đồng cát tút 100%. Và chưa hết, trong tháng này các bác mua bộ đỉnh 65 bên nhà em thì sẽ được tặng các cái món phụ kiện để trở thành một bộ đỉnh cửu sự. Đó, thứ nhất đấy là đôi đèn dầu cát tút. Đây các bác có thấy đôi đèn dầu cát tút là nhà em làm màu giả cổ, thì các bác có thể thấy đây là đèn dầu cát tút. Đó, các bác dâng lên ban thờ gia tiên của nhà mình thì các bác có thắp những cái ngọn lửa thật thì nó vẫn linh thiêng hơn là cái ngọn lửa, cái ngọn nến điện, đúng không ạ? Và cái thứ hai đấy chính là một cái mâm bồng chữ phúc được chạm tỉa sâu. Trên thị trường thì những cái mâm bồng mà nó bán rất là nhiều, nhưng mà những cái các bác để ý, những cái họa tiết hoa văn như thế này, nếu mà hàng kém chất lượng thì nó sẽ chạm khắc rất là nông. Đấy, nhưng mà hàng này của nhà em thì cực kỳ là sâu. Đó, chạm tỉa kênh bong cực kỳ là sâu. Còn cái cuối cùng đấy chính là cái ống hương. Đây, ống cắm hương. Thì em nghĩ rằng cái ống cắm hương này cực kỳ quan trọng. Bởi vì theo em quan sát thì các bác hương ấy, thì các bác thường là để trong cái túi bóng và chúng ta để trên mặt bàn như này, nó rất là bẩn. Nhưng mà khi mà có ống hương chúng ta cắm lên đây, đó, thì hương lúc nào nó cũng sẽ được là khô ráo, và chúng ta thắp cái nén nhang ấy, thì nó sẽ cháy hết. Đó, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Thì các bác mua một bộ đỉnh nào, nhà em cũng tặng cho các bác là bốn cái món như vậy để trở thành là bộ cửu sự. Và giá của một bộ đỉnh ngũ sự như thế này, nhà em đang bán với giá là chỉ trên 13 triệu thôi các bác nhá, bằng giá nhau. Rồng phượng cũng trên 13 triệu, mà hoa sòi cũng đều trên 13 triệu. Đây là phụ thuộc vào các cái cách nhìn nhận của bác, làm sao chúng ta dâng lên một cái bộ đỉnh mà nó đi theo năm tháng, nó phải là thứ nhất phải phù hợp, thứ hai phải đẹp và đúng với cái sở thích đấy của mình, đúng không ạ? Vâng, nhân đây thì em Toản Phong Thủy cũng chia sẻ với các bác một cái video như vậy để các bác có một cái cách nhìn tốt nhất. Khi các bác mua hàng gọi điện thoại trực tiếp cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác làm sao để chúng ta lựa chọn được một bộ đỉnh tốt nhất, phù hợp nhất với gia đình của nhà mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.